Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Những ngày vừa qua thì dư luận đang xôn xao trước câu chuyện là phát hiện một nam thanh niên đã có hành vi lắp đặt camera quay trộm trong nhà vệ sinh tại một quán cà phê và bị bắt quả tang, thì đến nay chủ cửa hàng lại tiếp tục phát hiện thêm một chiếc camera quay lén khác. Theo đó thì vào ngày 3 tháng 6 xuất hiện một nam thanh niên đến quán cà phê có tên là DZXT ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh để uống cà phê. Sau đó thì đã lẻn vào nhà vệ sinh nữ đặt camera quay lén các cô gái. Hành động biến thái của nam thanh niên này thì đã bị nữ chủ quán cà phê bắt tại trận. Trong đoạn clip do chủ quán ghi lại thì nam thanh niên chỉ còn biết quỳ xuống xin tha và phải chịu những cái tát của chị. Và theo thông tin trên VTC9 thì nam thanh niên trong vụ việc là Từ HT, 32 tuổi, quê ở An Giang, hiện đang tạm trú tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ với báo chí thì chị Trần Thu Phương, chủ quán cà phê cho biết chị bắt quả tang nam thanh niên biến thái này vào tối ngày 3 tháng 6. Trước đó thì nam thanh niên này từng tới quán cà phê ngồi cậy cửa nhà vệ sinh nữ, hắn mang theo tua vít và kìm. Theo lời kể của chị Phương cho biết, tối hôm trước hắn ta đến quán, nhưng bấy giờ mình không có ở đó. Bạn quản lý nói lúc 19 giờ hơn, có nam thanh niên ngồi nạy nạy cửa nhà vệ sinh nữ, nhưng tưởng là mình kêu người sửa toilet. Nghi ngờ, mình kiểm tra lại các camera hành lang thì thấy thanh niên này đi qua đi lại các nhà vệ sinh rất nhiều lần, có lần thì cầm theo tua vít, kềm. Hôm sau thì thanh niên này lại đến quán để giở trò. Do chị Phương đã cảnh giác, nhớ mặt nên tiến hành theo dõi qua camera và thấy hắn có những hành vi tương tự. Chị cùng các nhân viên quán đã ập vào bắt quả tang. Chị cho hay là tên này đã gắn thiết bị quay lén ở chỗ khoan xuyên qua trên mặt cánh cửa. Sau khi bắt quả tang hành vi biến thái, chị Phương đã đưa nam thanh niên đến công an phường 2, quận 10 để trình báo. Tuy nhiên thì do còn lo lắng, chị Phương đã kiểm tra lại các phòng vệ sinh một lần nữa thì hoảng hồn phát hiện vẫn còn một thiết bị quay hình được lắp đặt trong chiếc đèn trên trần nhà. Chia sẻ với báo chí thì chị Phương cho biết, sau khi tháo gỡ và tìm hiểu về thiết bị lạ, chị biết đây là một loại camera giấu kín có thể kết nối với điện thoại thông qua các ứng dụng để truyền hình trực tiếp về hình ảnh. Thời lượng pin thiết bị có thể kéo dài 4 đến 10 tiếng đồng hồ. Hơn nữa thì có một thẻ nhớ nằm trong thiết bị này, còn ghi rõ ngày mua là ngày 3 tháng 6 năm 2019, tức là ngày mà chị Phương bắt quả tang. Hiện tại thì công an quận 10 vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc. Và đây cũng chính là một lời nhắc nhở đối với các bạn nữ cần thật sự đề phòng và cẩn thận quan sát khi mà đi vệ sinh ở những nơi công cộng. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.